Minh chứng gu chi pu bền vững không đổi. Amber, Gule từ phong cách đến sự nghiệp đều giống nhau. Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Tham gia show tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Chipu bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người chú ý tại showbiz Hoa ngữ. Sức nóng thần kỳ của Chipu còn kéo theo loạt ngôi sao khác được chú ý, ví dụ như Hoàng Thùy Linh, Gule và loạt sao nước ngoài trong đó có Amber. Đặc biệt, netizen còn rất quan tâm đến mối quan hệ dây dưa giữa Amber, Chipu, Gule, trong đó có nhiều topic so sánh, ngay đến cả Amber và Gule cũng đã được đặt lên bàn cân rồi. Sinh năm 1992, Amber đã sớm trở thành idol từ năm 17 tuổi. Cô ra mắt cùng FX, một nhóm nhạc nữ đình đám dưới trướng SM. Thời điểm hoạt động cùng nhóm nhạc, Amber đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của người hâm mộ nhờ hình tượng tomboy đầy cá tính, mới lạ, không sớm cũng chẳng muộn hơn Amber. Gule sinh năm 1991 cũng ra mắt từ năm 17 tuổi. Cô gia nhập công ty giải trí, chính thức tham gia showbiz với vai trò MC. Khi chuyển hướng theo đuổi âm nhạc, Gule trở thành một B-girl đình đám trong giới underground Sài Gòn. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy giữa Gule và Amber có chung phong cách tomboy, sở hữu vẻ đẹp phi giới tính làm các fan phải mê mẩn. Cả hai cũng trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Với Gule, dù hoạt động âm nhạc hơn 10 năm, nhưng cô vẫn chưa thực sự có được hit nào ấn tượng với đa số khán giả. Gule được biết đến nhiều hơn với tư cách là một MC hay tham gia các chương trình truyền hình. Cuối năm ngoái, Gule tham gia show Thần Tượng Đối Thần Tượng. Dù đạt giải quán quân, nhưng Gule vẫn không thể để lại nhiều dấu ấn. So với Gule, xuất phát điểm của Amber có tốt hơn một chút, bởi dù sao cô cũng từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng FX, hoạt động cùng nhóm đến năm 2015, FX dần bị SM bỏ bê. Năm 2019, Amber rời SM, cô phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng đều không tạo được tiếng vang. Amber sau đó về hoạt động tại Trung Quốc, tham gia một vài show truyền hình nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Phải đến khi xuất hiện trong tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Amber mới thực sự bứt phá, trở thành cái tên gây bão trên mạng xã hội xứ Trung. Nhìn chung, sự nghiệp của Amber cũng trồi sụt thất thường, gặp nhiều khó khăn, nhất là thời gian cô chuyển hoạt động từ K-beat sang C-beat. Amber và Gule còn có một điểm chung nữa làm bao người phải quan tâm, đó là cùng được đẩy thuyền với Chipu. Còn nhớ năm 2014, sự xuất hiện kề cạnh thân thiết giữa Chipu và Gule đã làm giới truyền thông và cư dân mạng phải xôn xao. Không ít nghi vấn được đặt ra, cho rằng hai người đang cặp kè với nhau. Tuy nhiên đến năm 2018, Chipu và Gule không còn xuất hiện cùng nhau, cả hai trở nên xa cách khiến cõi mạng rộ lên tin đường ai nấy đi. Mỹ nhân tiếp theo được đồn đoán cặp kè với Gule là Hoàng Thùy Linh. Mối dây dưa giữa ba người vốn đã nhạy cảm, nay Chipu còn biểu diễn si tình của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu đạp gió rẽ sóng 2023, làm netizen được fan bàn tán rôm rả. Và drama này còn thêm thú vị hơn khi Chipu được dân tình gắn ghép với Amber trong đạp gió rẽ sóng 2023. Không chỉ fan, netizen Trung lẫn Việt mà nhà đài cũng cố tình cắt ghép thêm để couple Chipu Amber lên sóng thật ngọt ngào. Giờ đây Amber Chipu chẳng còn là thuyền nữa, couple này đã thành chiến hạm rồi và lượng fan ủng hộ cặp đôi là không hề ít. Theo netizen tóm tắt lại điểm chung của Gule và Amber, đó là gu của Chipu bền vững không thay đổi. Cả hai đều có phong cách, sự nghiệp tựa tựa nhau, đã thế tình trường đều vướng đến mỹ nhân đình đám của Vbiz. Đây có lẽ là điểm thú vị mà chương trình đạp gió rẽ sóng nhắm tới khi mời Chipu đấy.